rồi một trong những tính năng tiếp theo là cái spell checking à, đó là ký kiểm tra cái việc mà khi mà mình viết uh, các cái từ khóa à, nhá là nó bị sai chính tả thì nó sẽ warning lên cho mình à, được chưa đây ví dụ như mình viết là um, run test on chrome and firefox browser như này à, thì các bạn sẽ thấy này à, nó sẽ warning lên này à, để not correctly spelling À, được chưa? À, nên là nếu như trong trường hợp đó, mà mình muốn là nó không có check cái này, mình muốn nó không check các nha, thì các bạn nhé, thì các bạn có thể là vào cái phần này này, à, các bạn vào đây các bạn gõ cái từ là Spell Checking, spelling, spelling ngay đây này, à, và các bạn bỏ tích này đi, nha, các bạn bỏ tích này đi. Hoặc là mình muốn ignore những cái, các bạn muốn ignore một cái option nào đó thôi, à, nhưng mà thường ở đây các bạn bỏ luôn đi nhá, bỏ luôn đi được. Đó, thì nó không có warning này nhá nó không warning nữa được chưa đó, đây là một cái hoặc là trường hợp thứ à, trường hợp mà mình muốn config nhanh hơn á đây mặc định nó là như này đúng không thì các bạn có thể là di chuột vào đây này và các bạn bấm vào đây bấm ngay đây thì thì nó nhanh hơn à, được chưa disable luôn à, thì vào đây nó là disable à, nó nó là bỏ tích rồi các bạn này nha cái này rất là tiện nhá này rất là tiện khi mà mình comment code hoặc là khi mà mình uh, mình gõ trong cái java uh, doc hoặc là khi mà các bạn uh, có thể truyền nó ra test vào nó lại warning lên á kiểu như vậy à, và cái tiếp theo đó là cái um, suggest parameter uh, suggest parameter nhá thì ở đây á ví dụ như mình có một cái hàm như sau mình có một cái hàm như sau đi đây nha, à, mình khai báo cho một cái biến này, thôi để mình viết cái hàm trước đi, mình viết một cái hàm, mình viết là uh, public void click to element này, đó, à, được chưa, cái hàm này sẽ nhận một cái tham số là locator, à, xpath locator hoặc là css locator đi, css locator nha. à, và mình sẽ dùng là file cái element by.css chuyển thẳng này vào đây và mình click các bạn nhé mình gọi cái hàm click à, được chưa kiểu như vậy đó vậy thì uh, mặc định á cái thằng eclipse nó đang nó đang uh, setting á ở đây là khi mà mình gọi một cái hàm ra thì được chưa thì nó sẽ lấy cái tên biến này này nó đắp vào đây để cho mình tự sửa lại nha mình tự sửa lại nhé à, được chưa thì như vậy nó sẽ tiện hơn khi mà mình viết code à, nó sẽ tiện hơn khi mà mình cốt hoặc là khi mà mình viết như này này file element by chấm css này Đó. thì cái css này này css selector là cái biến trong cái thằng này này trong cái hàm này này tức là nó sẽ lấy cái tên biến để nó đưa vào á nó đưa vào à, nha thì nó sẽ dễ cho mình viết code hơn à, nó sẽ dễ cho mình viết code hơn ở đây hoặc là lấy tên biến là key to send À, được chưa? thì cái tên này là cái tên biến kiểu dữ liệu là char sequence này, này. À, được chưa? thì mình cũng rất là dễ đấy các bạn à, để để mình đưa vào nhé đưa vào hoặc à, là mình có một cái biến như này đúng không? mình có biến là là email email address là cái data test chẳng hạn data test ví dụ mình có là automationfc gmail com và một cái locator này một cái locator đi email address locator bằng, à, mình viết như mình, gọi là input id bằng à, email chẳng hạn, à, được chưa? thì khi mà mình viết code, à, khi mà mình viết này là by chấm này này, thì mình sẽ chọn thằng email address locator này, sau đó là mình gọi hàm send key và mình gọi, mình chuyển cái biến là email address này à, là xong, đúng không? À, nhá là xong. Nhưng mà cái setting mà mà nó sẽ hay gây cái việc mà rất là khó chịu khi mà viết code đó là lời nhưng mà mình nó tự nó nhảy qua đây à, mặc định nó đang ở đây này nó dùng là cái parameter name nhưng mà l nhưng mà config tự động nó chuyển qua cái à, cái việc mà nó đoán một cái tên tham số nào đó để truyền vào các bạn vào cái này nhé các bạn vào cái preference uh, này các bạn vào đây là cái content assist, assist. Đây, các bạn chọn cái content assist của thằng editor. À, thì mặc định nó đang ở đây. Nhưng mà lời nhưng mà mình tích ở đây. À, chưa? Lời nhưng mà tích đây. Và mình gọi lại cái dòng này nhá Mình gọi lại cái dòng này này. À, thế bán, nó, nó sẽ truyền vào là null này. Các bạn hiểu không? Tức là khi mà mình vừa enter cái, nó tự động nhảy vào đây là null. Thì rất khó chịu các bạn. By này, chấm CS này. À, nó lại lấy cái thằng email address này là cái data test nó bốc vào đây các bạn hiểu không tức là khi mà mình sẽ uh, set get code mình enter cái tự động nó nó phim một cái biến ở đó vào nó đoán một cái biến nào đó để nó để đưa vào nhá yeah. nên là không nên làm như vậy các bạn không nên vì có nhiều trường hợp là nó sẽ gây ra cái việc đây hoặc là khi mà send key tự động nó truyền một cái tên biến là null à, đây chưa tên biến là null đó, thì mình nên khi mà mình code là mình tự truyền vào nó sẽ hay hơn. Là khi mà mình gọi lại cái hàm click. Số bên dưới nhá. à, Đây. Nó lấy cái thằng email address nó truyền vào đây này. À, các bạn hiểu không? Đấy, thằng email address locator nó truyền vào đây. Thì cũng được. À, nhưng mà trong trường hợp mà mình không có cái biến này thì sao? Mình không có cái biến này này. À, và mình gọi lại cái hàm click nhá Thì nó lấy cái thằng email address. Data test nó truyền vào đây. Thì như vậy là sai. Các bạn hiểu không? Đó, thì nó, thì nó không nên dùng cái tính năng set get code này mà nên dùng cái thằng insert parameter name này các bạn nhé đó, insert parameter name đó. đây các bạn gọi lại này à, uh, click to element đó thì nó sẽ lấy cái tên biến này này để nó đưa vào và nó sẽ cho mình tùy chọn đó, thì nó sẽ phù hợp hơn nhé nó sẽ phù hợp hơn các bạn